Trong hơn 2 năm qua, tỉnh Nghệ An và Đài truyền hình Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế phát triển, kinh tế, xã hội, hoạt động chỉ đạo điều hành những thành tiệu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An, quảng bá giới thiệu về lịch sử, văn hóa Nghệ An trên các kênh sóng của VTV. Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đài truyền hình Việt Nam thường xuyên cử các nhóm phóng viên về Nghệ An sản xuất phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền về lịch sử, văn hóa xứ Nghệ, về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu hút đầu tư của tỉnh. Các nội dung hoạt động tuyên truyền của Đài Truyền hình Việt Nam về tỉnh Nghệ An có chất lượng tốt và sức lan tỏa sâu rộng tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Cùng với đó, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam thường xuyên quan tâm định hướng cho hoạt động phát thanh truyền hình Nghệ An, phát triển về nội dung, kỹ thuật công nghệ, trong đó chú trọng công tác định hướng chiến lược, tư vấn về công nghệ, quy trình sản xuất, phân phối nội dung tư duy làm kinh tế báo chí, chuyển đổi số, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Các ban của Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã tạo điều kiện cho Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sản xuất nhiều hơn các chương trình theo cơ chế đặt hàng của VTV, quan tâm sử dụng các tin tức, phóng sự do Đài Nghệ An gửi phát sóng. Về phía tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua cũng đã tạo điều kiện tốt hơn cho Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức các hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị tạo điều kiện tốt hơn cho phóng viên của VTV hoạt động từ việc cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ nhân lực của Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh cùng tham gia tác nghiệp, cung cấp tư liệu sản xuất các phim tài liệu, phóng sự, mời phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tham dự các sự kiện, các cuộc họp lớn của tỉnh. Đối với các vấn đề, vụ việc, nhạy cảm, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin, tư liệu cho Đài Truyền hình Việt Nam, giúp tuyên truyền định hướng dư luận tốt hơn. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tiếp tục quan tâm tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các thông tin về tình hình công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An tới đông đảo công chúng. Giới thiệu qua các kinh sóng của nền tảng số của Đài truyền hình Việt Nam về lịch sử, văn hóa xứ nghệ, về các thành tiệu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Nghệ An cũng như thu hút đầu tư phát triển miền Tây Nghệ An xây dựng nông thôn mới, quảng bá, phát triển văn hóa du lịch, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tuyên truyền các sự kiện lớn tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay cho đến năm 2025, tổ chức các sự kiện nghiệp vụ văn hóa thể thao do Đài truyền hình Việt Nam chủ trì tại Nghệ An. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An đến với khán giả cả nước và quốc tế, tiếp tục quan tâm giúp đỡ, nâng cao năng lực sản xuất chất lượng nội dung chương trình và khả năng cộng tác của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An với các đơn vị trực thuộc của VTV để nhanh tiến độ chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chủ động phối hợp cung cấp thông tin với đài truyền hình Việt Nam về các lĩnh vực hoạt động nổi bật hoặc những vấn đề quan tâm trong định hướng tuyên truyền chung trên sóng truyền hình quốc gia.